Sao dì lại đuổi tụi con ra khỏi nhà chứ? Dì không có quyền làm như vậy. Ui da! Dì không được xúc phạm đến cha con.
ơi, bây giờ mình làm sao hả chị? Tôi mua mệt chứ chị.
em vừa mỏi chân mà cũng vừa buồn ngủ nữa chị ơi. Oh,